có độ hoàn thiện tỉ mỉ cũng như cách bố trí và số lượng linh kiện vượt trội so với hàng nhái dù có vẻ ngoài giống hệt nhau. Bộ ảnh chụp cấu trúc bên trong của Apple Pro thật và hai model nhái được công bố bởi LumaFide, công ty cung cấp giải pháp chụp cắt lớp CT công nghiệp của Mỹ. Hình ảnh CT cho thấy Apple Pro thật chứa dạng pin cúc áo và linh kiện được bố trí tỉ mỉ trong mỗi củ tai. Linh kiện được thiết kế và bố trí vừa khít với vỏ. Trong khi đó thì hai mẫu Apple Pro nhái đều dùng pin lithium ion dạng túi rẻ tiền và kém an toàn hơn. Pin của AirPods nhái có hình chữ nhật nằm trong khung hình tròn thay vì phần khung được thiết kế vừa vặn với pin. John Brunner của Luma Fright cho biết AirPods Pro là một tuyệt tác thu nhỏ, mọi linh kiện đều được bố trí trong thân tai nghe một cách chặt chẽ và kết nối với nhau qua bảng mạch PCB linh hoạt. Từng mm không gian bên trong sản phẩm đều được, được sử dụng một cách hiệu quả. Với những sản phẩm model nhái, linh kiện được kết nối với nhau bằng dây chứ không phải là bằng bảng mạch PCB linh hoạt. Brunner còn chỉ ra những chất lượng của mối hàn trong các mẫu AirPods Pro nhái rất kém. Ngoài ra, khác biệt đáng chú ý nhất trong số lượng linh kiện giữa hàng thật và hàng nhái, AirPods Pro thật có 3 micro, MES cùng điều khiển EQ thích ứng theo thời gian thực, còn hàng nhái có một micro và một tụ điện thô sơ trên thân một trong hai mẫu nhái không có sạc không dây trên hộp có model còn lại thì có sạc không dây nhưng mà thiếu nam châm để gắn vào hộp và đế sạc giống hàng thật AirPods Pro nhái thì còn có những miếng giả sắt ở trong các hộp để tăng trọng lượng làm nặng như AirPods Pro thật Sản phẩm nhái là một vấn nạn với Apple. Đầu năm nay, Mỹ đã từng thu giữ hàng nghìn chiếc AirPods và Apple Watch giả. Apple gần đây đã thành lập một đội chuyên giải quyết hàng nhái.